nay thì tôi sẽ cùng với anh chị chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chứng từ thuế thu nhập cá nhân áp dụng kể từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022. Nó thay thế cái văn bản nó quy định, nó thay thế cho các cái chứng từ bằng giấy hoặc chứng từ tự in. Thế vậy thì trong cái nội dung của buổi ngày hôm nay chúng ta cũng cần tìm hiểu xem là các cái thủ tục hành chính cũng như là cái việc mà khi mà chúng ta áp dụng cái chứng từ điện tử như vậy thì chúng ta cần phải làm những cái vấn đề, những cái nội dung công việc là cái gì. Thì trước khi mà vào cái nội dung chi tiết đấy thì tôi cũng điểm lại anh chị để một số những cái điều về vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Thế và sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu tại sao chúng ta lại cần phải có cái chứng từ thuế thu nhập cá nhân. Thế và khi nào thì chúng ta lập, chúng ta sẽ quản lý các cái nội dung đấy như thế nào. Trước kia chúng ta làm bằng giấy và bây giờ chúng ta làm bằng điện tử thì chúng ta sẽ thực hiện cụ thể như thế nào. Thế thì cái thứ nhất là cái căn cứ về văn bản pháp luật ấy. Thì điều đầu tiên chúng ta cũng cần phải biết được là gì, thuế thu nhập cá nhân thì nó được quy định ở luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 và các cái luật sửa đổi bổ sung. Đấy, thì nó quy định về toàn bộ các cái vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Ở bên dưới luật là có các cái nghị định hướng dẫn. Đấy, thì có luật và luật sửa đổi thì sau đó thì có các cái nghị định và các cái nghị định sửa đổi. Thế và hướng dẫn chi tiết của chúng ta đó là có các cái thông tư. Đấy, trực tiếp ví dụ như là hướng dẫn về tiền lương tiền công của chúng ta đang là cái thông tư số 111 và có cái thông tư số 92 có sửa đổi một số các nội dung. Thế và thông tư số 40 là hướng dẫn đối với cá nhân kinh doanh hộ kinh doanh. Đấy, có cái nội dung mà trong quá trình khi mà chúng ta chi trả thu nhập cho người lao động từ tiền lương tiền công. Đấy, thế thì khi đó chúng ta có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là gì? Từ tiền lương tiền công đó thì cá nhân đó ủy quyền cho tổ chức, đơn vị trả thu nhập, quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Và trong cái trường hợp thứ hai là khi mà chúng ta trả cái thu nhập đó mà chúng ta không quyết toán thì chúng ta phải trả cái chứng từ thuế thu nhập cá nhân để cho cái cá nhân đấy họ tự quyết toán. Đấy, thế thì khi đó trước kia thì chúng ta cái chứng từ thuế thu nhập cá nhân nó được quy định ở cái thông tư số 37 năm 2010. Đấy là chúng ta có thể sử dụng cái chứng từ thuế thu nhập cá nhân chủ yếu là chúng ta lên cơ quan thuế. Đấy, chúng ta xin được cấp quyền chứng từ thuế thu nhập cá nhân. Khi mà chúng ta phải thực hiện cái việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, trả cái phần 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 chi trả thu nhập cho cái người lao động khi thực hiện ở doanh nghiệp, khi không tròn năm làm việc ở tại doanh nghiệp, không có ủy quyền cho doanh nghiệp để thực hiện kế toán thì chúng ta cần phải xuất cái chứng từ này. Đấy, hoặc là các cái thu nhập mà nó liên quan đến các cái dịch vụ cá nhân thực hiện vụ việc mà chúng ta khấu trừ 10% thì chúng ta trả chứng từ cho họ. Đấy, thế thì cái thông tư số 37 nó hết hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022. Và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng theo nghị định 123 năm 2020 và thông tư số 78 năm 2021. Đấy, thế thì cái nội dung ngày hôm nay tôi muốn cùng với anh chị để chúng ta đi xem là các cái việc mà chúng ta cần phải thực hiện cụ thể như thế nào để cho đảm bảo được đúng theo quy định, để chúng ta tránh bị những cái vấn đề liên quan đến sai phạm, và thực tế hiện tại chúng ta đang gặp phải một số những cái vướng mắc gì khi mà chúng ta chuyển sang sử dụng chứng từ thuế thu nhập cá nhân điện tử. Đấy, thì tôi cũng vừa điểm lại anh chị một số những cái vấn đề liên quan đến cái căn cứ pháp lý để từ đó chúng ta hình dung được là trong các cái nội dung như vậy thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện như thế nào. Thế còn về thuế thu nhập cá nhân thì tôi cũng nói với anh chị cũng rất là nhiều rồi. Ở trong thuế thu nhập cá nhân thì nó gồm có 10 cái khoản thu nhập như thế này. Từ hoạt động kinh doanh, từ tiền lương tiền công, từ chuyển nhượng vốn, rồi vân vân, có rất là nhiều, thì nó có 10 cái khoản thu nhập như thế này phải chịu thuế. Thì những cái thứ này tôi đã nói với anh chị lần trước rồi. Có nhiều lần rồi, nó không nằm trong cái chủ đề của ngày hôm nay. Hôm nay tôi chỉ nói với anh chị về chứng từ thuế thu nhập cá nhân thôi. Thế vậy thì từ đây chúng ta cùng vào xem cái văn bản
Đấy, thì cái thứ nhất là anh chị xem giúp cho tôi ở trong thông tư số 78. Trong thông tư 78 thì chúng ta đến cái điều cuối cùng này thì chúng ta mới biết là cái thông tư số 78 này quy định là gì. Cái thông tư số 37 sẽ được thay thế bởi bằng cái hướng dẫn của thông tư số 78 và nghị định số 123. Thế thì khi mà chúng ta biết được là cái văn bản này nó hết hiệu lực thì đương nhiên các cái chứng từ mà hướng dẫn đến cái mốc thời điểm đó nó cần phải kết thúc. Đấy, thế thì anh chị cũng xem giúp cho tôi, ví dụ như là thông tư số 78 nó thay thế toàn bộ các cái vấn đề, các cái quy định về hóa đơn chứng từ, quy định toàn bộ các hóa đơn chứng từ trước cái thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2022. Đấy, thì trong đó ví dụ như có cái thông tư 32 hay là đây ví dụ một loạt các cái vấn đề này thì anh chị tra vào đây để xem giúp cho tôi. Thì về hóa đơn thì chúng ta khá là rõ rồi, chúng ta không có vấn đề gì nữa. Đấy, chúng ta đã chuyển đổi hết rồi, toàn bộ sang hóa đơn điện tử. Nhưng mà vừa rồi thì chúng ta cũng khá là gì lúng túng trong cái vấn đề khi mà chúng ta chuyển sang chứng từ thuế thu nhập cá nhân điện tử. Đấy, thế thì cái hiệu lực thi hành và cái hết hiệu lực của các cái văn bản cũ thì anh chị xem cho tôi ở số điều số 11. Đấy, thì các cái văn bản nào hết hiệu lực anh chị xem chi tiết. Thế thì cái khâu chuẩn bị vừa rồi cho hóa đơn là tôi cho rằng là gì, tất cả các doanh nghiệp đã thực hiện được và hoàn thành được cái vấn đề chuyển đổi sang hóa đơn điện tử rồi. Thế còn cái vấn đề liên quan đến chứng từ thuế thu nhập cá nhân, đấy thì vừa rồi cũng nhận, các anh chị cũng nhận được các cái thông báo từ cục thuế, các chi cục thuế là về cái việc mà chúng ta dừng không sử dụng chứng từ thuế thu nhập cá nhân bằng giấy kể từ ngày 1 tháng 7. Vậy thì anh chị xem giúp cho tôi ở trong cái nội dung này nha. Thì đấy là cái nội dung thứ nhất là chúng ta xác định được là cái văn bản nó hết hiệu lực và toàn bộ về hóa đơn, về chứng từ thì chúng ta sẽ, bây giờ nó sẽ có cái nghị định 123 và cái thông tư số 78 là có hướng dẫn và quy định chi tiết, và những các cái văn bản trước cái thời điểm này là chính thức hết hiệu lực. Đấy, thì cũng muốn là cùng với chị là xác định là như vậy. Thế và chúng ta quay lại ở cái chỗ nghị định số 123, thì trong cái nghị định 123 này nó có cái điều số 32 nói về vấn đề liên quan đến chứng từ thuế thu nhập cá nhân. Thế thì ở trong phần chứng từ thuế thu nhập cá nhân về góc độ văn bản thì cũng không được hướng dẫn chi tiết giống như hóa đơn. Thì hiện tại bây giờ các nhà cung cấp dịch vụ cũng đang hoàn thiện triển khai để sớm có được cái phần chứng từ điện tử thuế thu nhập cá nhân để đáp ứng được theo cái yêu cầu quy định mới này. Thế thì nó chỉ có một cái nội dung này là quy định về cái nội dung chứng từ, và trong đó thì có chứng từ thuế có các cái nội dung cụ thể như sau. Thế thì cái quy định nó có ở cái khoản 1 điều số 32 nghị định 123 năm 2020. Đấy, còn cái thứ hai đó là liên quan đến biên lai. Đấy, thì nó nằm trong cái khoản 1 điều số 32. Nó nói về các cái nội dung, quy định về các cái nội dung ở trên cái chứng từ thuế thu nhập cá nhân. Thế và sau cái nội dung này thì ở trong cái nghị định này nó có một cái mẫu về chứng từ thuế thu nhập cá nhân. Thế thì về cơ bản cái mẫu của cái chứng từ thuế thu nhập cá nhân theo nghị định 123 năm 2020 nó cũng không có khác so với cái mẫu trước đấy của chúng ta. Đấy, nhưng mà về căn cứ pháp lý, về các cái vấn đề để mà chúng ta phải thực hiện, tuân thủ thì nó sẽ được thay đổi kể từ ngày 1 tháng 7 2022.
Đấy thì đấy là tôi vừa nói với anh chị về vấn đề mà khi mà chúng ta áp dụng về chứng từ thuế thu nhập cá nhân. Và vừa rồi thì cũng có chúng tôi cũng nhận được một cái thông báo mà chắc anh chị cũng biết được hết về cái vấn đề liên quan đến chứng từ thuế thu nhập cá nhân mà chúng ta chuyển đổi sang điện tử. Đấy thì tôi xin được phân tích một vài những cái nội dung để anh chị áp dụng cái vấn đề này, tại vì có rất là nhiều trong cái quá trình khi mà anh chị sử dụng ở đây, thay đổi ở đây thì nó vẫn còn hơi bị lung tung. Đấy thế thì ngày 30 tháng 6 ấy thì gần như là tất cả các cái cục thuế và chi cục thuế ở trên toàn quốc có thông báo về việc áp dụng chứng từ điện tử thuế thu nhập cá nhân theo nghị định số 123 năm 2020. Đấy thì đây là những cái căn cứ pháp lý mà trích lục của cái thông báo này. Thế thì từ ngày mùng 1 tháng 7 thì cái chứng từ giấy, những cái hóa đơn hay cái chứng từ là nó hết hiệu lực và cái chứng từ đấy nó không còn giá trị để mà khi mà sử dụng nữa. Đấy, thế thì khi mà không còn giá trị sử dụng nữa mà chúng ta bắt buộc phải chuyển sang hóa đơn và chứng từ điện tử thì chúng ta cần phải thực hiện các cái thủ tục như thế nào? Thì hóa đơn tôi không nói nữa, mà tôi muốn nói về vấn đề liên quan đến chứng từ về điện tử thì toàn bộ cái chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của anh chị mà sử dụng đến ngày 30 tháng 6, số còn lại anh chị phải hủy hoặc xóa nha, anh chị cần phải hủy hoặc xóa cái chứng từ đấy. Đấy thì nó tí nữa chúng ta mới biết là gì. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện cái báo cáo này như thế nào cho đúng nha. Thì cái ở trên cái nội dung cái thông báo này của Cục Thuế Hà Nội thì tôi thấy là hướng dẫn khá là rõ ràng rồi, nhưng tôi xin được giải đáp một vài các cái nội dung như thế này, đúng không? Đấy, thì thứ nhất là về cái vấn đề là thủ tục như vậy, đó, định nghĩa về chứng từ, rồi chúng ta phải thực hiện về các cái chứng từ cũ thì chúng ta phải xử lý như thế nào. Thế thì ở đây ấy, nó có hai cái khái niệm. Cái thứ nhất là hủy chứng từ, hai là vấn đề liên quan đến xóa chứng từ. Thì trên cái công văn này hướng dẫn khá là chi tiết rồi, có nghĩa là toàn bộ chứng từ thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp đặt in còn tồn đọng kể từ ngày mùng 1 tháng 7 thì cái chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân chưa sử dụng còn tồn doanh nghiệp thì sẽ thực hiện gạch chéo lưu giữ và kê vào cái cột xóa bỏ trong cái kỳ báo cáo của tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo cái mẫu này. Theo cái mẫu CTT 25 sược AC gửi đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp theo quy định. Thế thì ở đây ấy, là chúng ta đã được hướng dẫn là toàn bộ tất cả các cái chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mà chúng ta chưa sử dụng hết thì chúng ta từ mùng 1 tháng 7 trở đi thì các cái số còn lại anh chị gạch chéo. Anh chị lưu ý là anh chị gạch chéo. Thì gạch chéo thì bản chất cái này nó không phải là hủy mà nó là chính là gì? Nó chính là cái khái niệm xóa. Có nghĩa là tôi không dùng nữa hoặc tôi viết sai, tôi gạch chéo thì nó gọi là xóa. Thế mà trong cái báo cáo nếu hủy ấy, thì thủ tục nó khác. Còn đây là xóa thì có nghĩa là khi mà chúng ta xóa bỏ thì chúng ta sẽ thực hiện cái báo cáo vào cái kỳ của quý 2 nhé, cái kỳ báo cáo quý 2 nhưng mà chúng ta nộp vào trong cái tháng 7 này thì cái thời hạn của chúng ta chính là cái thời hạn mà chúng ta chỉ phải nộp cái báo cáo lên cơ quan thuế là xong. Còn cái quyển chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân này là anh chị lưu ở tại doanh nghiệp. Mà cái thủ tục như thế này tôi cho rằng là gì, đơn giản nhất, dễ nhất để mà chúng ta thực hiện
đúng theo quy định của luật. Thì trường hợp này đó là gì? Tôi dùng đến cái thời điểm 30 tháng 6. Tất cả những số còn lại không sử dụng nữa thì chúng tôi có thể sử dụng một trong hai phương pháp. Phương pháp gạch là chúng ta xóa. Và chúng tôi chỉ cần khi gạch thì nó không cần phải biên bản gì cả. Để tí nữa tôi sẽ phân tích một trường hợp thứ hai. Đó. Chúng ta gạch chéo một cái thì chúng ta chỉ cần phải nộp cho cơ quan quản lý thuế. Đấy, báo cáo. Và cái kỳ báo cáo cuối cùng là trong tháng 7 này. Và cái thời hạn để nộp cái báo cáo này là trong tháng 7. Thế còn nếu như mà chúng ta thực hiện theo phương án hủy thì chúng ta cần phải có quyết định hủy, lập hội đồng hủy. Thế sau đó chúng ta phải có thông báo hủy. Sau đó thì chúng ta phải có cái phương pháp hủy là cắt chéo các cái chứng từ đó. Hay bằng cái phương pháp nào? Thì để thay cho cái vấn đề mà chúng ta cần phải thực hiện hủy thì chúng ta mới sử dụng bởi bằng cái lệnh xóa bỏ. Thì chúng ta không phải làm cái thủ tục gì cả, cái quyền đấy nó còn các cái số đằng sau không dùng đến thì chúng ta gạch chéo. Mà cái việc gạch chéo đấy nó không phải hủy, mà gạch chéo đấy theo cái hướng dẫn của văn bản thì nó gọi là xóa cái hóa đơn đấy đi, không dùng nữa, không còn giá trị nữa, tôi xóa đi và tôi lập vào báo cáo. Đấy thì hôm qua trong cái từ ngày hôm mùng 1 tháng 7 bây giờ thì tôi cũng nhận được khá nhiều những cái câu hỏi của anh chị là xem là gì? Vậy có phải làm công văn xin hủy không? Đấy, có cần phải làm, có cần phải mang cái cuốn chứng từ thuế thu nhập cá nhân lên cơ quan quản lý thuế để thực hiện cái thủ tục hủy không, kiểm tra không? Đấy, nếu mà làm như vậy thì về bản chất là không sai, nhưng mà nó tăng lên rất là nhiều những cái công việc. Thế và thông qua đây thì tôi cũng xin được phân tích về cái hướng dẫn của Cục Thuế Hà Nội. Đó, và tôi thấy được cái này là gì? Vừa đúng theo quy định của luật mà vừa đơn giản nhất cho cả cơ quan quản lý cũng như là cho người nộp thuế. Đấy, thì chúng ta thử sử dụng theo phương pháp này là tốt nhất. Thế còn nếu như mà theo quy định của hủy ấy, thì chúng ta lại trong vòng 10 ngày là chúng ta cần phải thực hiện các vấn đề cái việc phải hủy cái chứng từ thuế thu nhập cá nhân đấy đi. Mà khi hủy ấy, thì trong thực tế ở cái thông tư số 39 nó không có nhiều những cái biểu mẫu hướng dẫn giống như hóa đơn, nhưng về bản chất là trình tự để thực hiện thủ tục hủy nó cũng giống như hóa đơn. Thì lập tức lúc đó chúng ta lại phải thành lập hội đồng, có quyết định, rồi có thông báo. Đấy, rồi là ở trên mạng tôi cũng thấy có một vài những các thông tin, ví dụ như là cái công văn thông báo về cái việc hủy hóa đơn. Còn có một số bạn còn lập là gì? Được xin được hủy cái chứng từ này. Cái chứng từ này nó không phải là xin được hủy nữa, mà là nó phải hủy. Còn cái vấn đề mà xin được hủy đó là gì? Chúng ta thực hiện trước cái ngày 1 tháng 7, tôi chuyển được sang chứng từ điện tử rồi, thì lập tức lúc đó mới mang cái quyển đấy lên, đúng không? Làm các cái thông báo, các cái quyển kẹp cùng lên để trình với cơ quan quản lý thực hiện cái thủ tục để hủy, hoặc là doanh nghiệp phải tự thực hiện các cái phương pháp để hủy. Đấy, thì tôi cũng xin phân tích với anh chị là như vậy. Và vậy thì chúng ta chỉ cần thực hiện đơn giản như vậy, và báo cáo của chúng ta chỉ cần là sau khi chúng ta gạch chéo và chúng ta lưu cái quyển chứng từ khấu trừ thuế thu nhập nhân ở tại doanh nghiệp, thế sau đó thì chúng ta kê vào cái cột xóa bỏ ở trong cái kỳ báo cáo về tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân vào cái quý 2, và kể từ quý 3 trở đi của 2022 thì chúng ta sẽ không cần phải đi nộp báo cáo này nữa. Đấy, bởi vì ở trong cái nghị định 123 và thông tư số 78 là chúng ta không còn có báo cáo về tình hình về cái sử dụng chứng từ này. Đấy, thì tôi cũng xin trình bày về cái góc nhìn, cái quan điểm của mình dưới các cái văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước cũng như các văn bản pháp luật. Đấy, thì đấy là cái về cái vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính. Thế còn cái nội dung tiếp nữa là tôi xin chia sẻ về vấn đề liên quan đến phần mềm ứng dụng. Thì hiện tại bây giờ là gì, nó cũng có một vài những cái điểm tương đối là khó khăn cho những anh chị khi chuyển sang chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Cái thứ nhất đó là gì, trong cái quá trình khi mà thực hiện cái vấn đề này thì tất cả các nhà mạng cung cấp cũng đợi là gì, để Tổng cục Thuế có cổng chuyển nhận giống như trên hóa đơn,
có những cái hướng dẫn để thực hiện. Đấy, thế thì trong cái khâu chuẩn bị thì hiện tại bây giờ thì theo cái việc mà cá nhân tôi tìm hiểu thôi, thì thấy là gì, trong cái quá trình khi mà thực hiện cái vấn đề này là có một vài những cái điểm mà vẫn còn khó khăn. Đấy, thì tôi xin chia sẻ phân tích như thế này, đó là gì, phần đa đó là gì, chúng ta hủy chứng từ giấy nhưng bây giờ chúng ta sử dụng trên chứng từ điện tử. Đấy, thì bây giờ mới các nhà mạng mới bắt đầu đang triển khai, và đâu đó có một số nhà mạng mới có được cái phiên bản này. Và hôm nay thì ACMN tôi cũng xin giới thiệu anh chị về vấn đề liên quan đến áp dụng phần mềm chứng từ thuế thu nhập cá nhân. Đấy, trong chứng từ thuế thu nhập cá nhân thì hiện tại bây giờ nó có một cái điểm thứ nhất, cũng giống như trong cái phần mà khi mà chúng ta tạo hóa đơn, thì nó cũng có cái phần gọi là tạo mẫu. Đấy, tạo mẫu và ký hiệu. Đấy, thế thì khi mà anh chị vào đây, anh chị bấm vào các cái lệnh thêm mới để nó tạo ra cái chứng từ này. Đấy, tôi cho anh chị để mà tôi view anh chị cái mẫu chứng từ thuế thu nhập cá nhân nó sẽ như thế này. Đấy, thì cũng xin phân tích với anh chị một chút. Trên cái chứng từ, mẫu chứng từ thuế thu nhập cá nhân này, cái mẫu này được lấy theo thông tư, theo nghị định 123 năm 2020. Mẫu này là do nghị định 123 năm 2020 để hướng dẫn về hóa đơn chứng từ. Thì trên cái nội dung này thì nó có một, đây là tên của cái đơn vị nộp thuế này. Thế sau đó thì cái quan trọng đây là cái mẫu số này. Thì hiện tại bây giờ là gì, trong văn bản vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết về mẫu số ký hiệu của cái chứng từ thuế thu nhập cá nhân. Đấy, thì với các nhà làm cung cấp thì hiện tại bây giờ chúng ta đang sử dụng theo cái ký hiệu và mẫu, theo cái nguyên tắc đánh của cái, một là theo cái cũ, hai là sẽ thực hiện theo nguyên tắc của cái nghị định 123. Thì cái này nó chưa được hướng dẫn chi tiết, cho nên là các nhà cung cấp sẽ đưa ra theo cái nguyên tắc đó, dựa theo nguyên tắc đó để thực hiện. Đấy, và cũng đang đợi để có được cái hướng dẫn chi tiết từ tổng cục. Đấy, thì đấy là có một cái điểm mà trong quá trình khi mà cá nhân chúng tôi tìm hiểu lập trình thì cũng có giải thích để anh chị có thể nắm được. Thế còn số thì không vấn đề gì rồi. Chỉ ví dụ như là cái phần ký hiệu này thì mới chỉ có hướng dẫn ký hiệu của mẫu này, hướng dẫn ở phần hóa đơn, mà phần chứng từ thuế thu nhập cá nhân này trong mẫu thì có, còn hướng dẫn cái cách đánh này đối với chứng từ thuế thu nhập cá nhân thì chưa thấy có. Thế và tôi phân tích về cái chứng từ thuế thu nhập cá nhân này thì nội dung, trên cái nội dung này thì nó gồm có tên, song ngữ. Tại sao cái chứng từ này nó để song ngữ? Bởi vì khi mà chứng từ này nó cấp cho người nước ngoài khá nhiều, chi trả cho người nước ngoài, cho nên là nó cần phải có song ngữ để mà từ đó người ta biết cái đấy là cái gì. Khi người nước ngoài họ làm việc ở Việt Nam, họ đến họ làm cái gì đấy, thì khi mà chúng ta khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của họ thì chúng ta phải trả cái chứng từ này cho họ. Thì ở đây nó cũng có cái ba cái phần. Cái phần thứ nhất là thông tin của cái tổ chức trả thu nhập, đấy, cũng có tên, cũng có mã số thuế, cũng có địa chỉ, cũng có điện thoại. Thế còn cái thứ hai là thông tin của người nộp thuế, thì cũng có họ tên, mã số thuế, quốc tịch, vân vân, cư trú hay không cư trú, địa chỉ. Đó, trong các cái trường hợp nếu không có mã số thuế thì phải ghi hướng dẫn như thế nào, số căn cước công dân, nơi cấp, ngày cấp, vân vân. Thì cái thông tin mục 2 La Mã là cái thông tin của người nộp thuế. Còn cái thông tin thứ ba, 3 La Mã, chính là thông tin thu nhập cá nhân khấu trừ. Thì ở đây nó có từ cái mục số 14 cho đến mục số 18. Thứ nhất là khoản thu nhập, tổng cái thu nhập của cái người trả, của cái tổ chức trả thu nhập cho cái người nộp thuế, tổng thu nhập là bao nhiêu, cái khoản đóng bảo hiểm bắt buộc là bao nhiêu, cái thời điểm trả thu nhập, cái thời điểm để mà trả cái thu nhập này là cụ thể vào các cái thời điểm nào. Đấy, thì có hai cái trường hợp, trường hợp nếu mà trả một lần, có hai là trả rất là nhiều lần, như trả hàng tháng.
Tí nữa tôi sẽ phân tích là cái này trong trường hợp nào thì lập. Và tổng thu nhập chịu thuế phải khấu trừ. Tổng cái thu nhập chịu thuế phải khấu trừ. Và tổng số thu nhập tính thuế và số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ. Sau đó thì chúng ta đại diện pháp luật dưới này và chúng ta ký số. Thì đối với chứng từ thuế thu nhập cá nhân điện tử thì về mặt nguyên tắc quản lý lưu trữ nó giống như hóa đơn. Đấy, anh chị cũng phải bên đơn vị mà anh chị trả thu nhập, doanh nghiệp hoặc tổ chức người trả thu nhập thì cần phải có cái phần mềm để thực hiện khi trả thu nhập. Trong cái trường hợp khấu trừ thuế và phải xuất chứng từ thì chúng ta sẽ phải thực hiện như thế này. Thế và cái lưu trữ của cái này thì nó cũng sẽ lưu trữ ở tại trên cái giải pháp phần mềm mà cái bên cái đơn vị cung cấp giải pháp họ cung cấp cho anh chị. Và hiện tại thì chưa có đường truyền nhận giống như hóa đơn là chuyển cái chứng từ này lên cơ quan thuế. Nhưng tôi tin chắc rằng trong một cái thời gian sắp tới thì cơ quan thuế sẽ có cái nơi để mà truyền cái dữ liệu này lên trên hệ thống của Cổng Thông tin Quốc gia của Tổng cục Thuế để lưu trữ cái vấn đề này. Đấy, và theo cái công văn hướng dẫn như ban hành của Cục Thuế Hà Nội thì doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, người nộp thuế tự xây dựng cái phần mềm này để quản lý theo cái hướng dẫn của Nghị định 123. Thế thì đến đây chúng ta mới phân tích cái này một chút thì cái này nó không có cái tính mới nhưng mà nó thuộc về bản chất. Nghĩa là trong trường hợp nào thì chúng ta cần phải đi xuất cái chứng từ này. Trong trường hợp nào xuất chứng từ này. Thì trong cái trường hợp nó có hai cái đối tượng. Đối tượng thứ nhất đó là đối tượng mà cá nhân đến thực hiện cung cấp dịch vụ cho chúng ta mà chúng ta không phải là người nhân sự của công ty. Đó, thì khi mà chúng ta trả thu nhập thì nó khấu trừ 10% đối với người cư trú và 20% đối với người không cư trú. Thì khi mà chúng ta trả thu nhập đấy thì chúng ta phải trả cho người ta cái chứng từ này. Đấy, ghi đó khi ghi toàn bộ tổng các cái thu nhập, các cái nội dung trên này và chúng ta khấu trừ 10% ở đấy. Thì chúng ta phải khấu trừ cái này và cái cá nhân người nộp thuế đấy sẽ căn cứ vào chứng từ này tự đi quyết toán. Thì kết thúc năm. Trường hợp thứ hai đó là nhân sự làm việc nhưng mà không hết kỳ, không hết cả một cái năm ấy, không có ủy quyền quyết toán cho cái doanh nghiệp đấy. Thì chúng ta căn cứ vào tổng cái thu nhập tiền lương tiền công hàng tháng, hàng các cái kỳ mà chúng ta trả thì chúng ta kê vào đây và chúng ta tính xem là chúng ta đã khấu trừ của họ bao nhiêu tiền và chúng ta trả cái chứng từ này cho họ để họ đi tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đấy, vậy thì đấy, về cái bản chất của cái chứng từ thuế thu nhập cá nhân nó là như thế. Và ngày trước khi mà chúng ta dùng bằng giấy hay bây giờ dùng điện tử thì bản chất nó vẫn thế, không có gì thay đổi cả. Đấy, thì tôi cũng xin phân tích với cái góc hiểu quan điểm của mình là như vậy. Thế còn ở trên phần mềm thì cái phần 1 là anh chị khởi tạo cái mẫu đó. Sau đó thì cái phần thứ 2 đó là quản lý số. Đúng không? Thì chúng ta cũng vào làm các cái thông tin khai báo là gì, anh chị sẽ sử dụng bao nhiêu số. Cái này nó cũng giống như hóa đơn ấy. Lập tức lúc đó thì nhà cung cấp họ sẽ phân phối, cung cấp, bán cái giải pháp này cho anh chị. Đó, bán hay là như thế nào thì đấy là cái việc thỏa thuận giữa nhà cung cấp thôi. Đúng không? Thế thì nó sẽ quản lý các cái số chứng từ thu nhập cá nhân để anh chị có thể đưa vào áp dụng sử dụng. Thế và cái vấn đề thứ 3 đó chính là khi anh chị thực hiện cái thao tác để xuất chứng từ khấu trừ thuế. Đấy ạ. Đấy, trên chương trình phần mềm nó sẽ như thế này. Đó. Khi anh chị có đầy đủ các cái thông tin đó rồi thì anh chị sẽ bấm vào thêm mới chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, anh chị thực hiện lập. Đúng không?
anh chị có thể vào đây để anh chị chọn chọn cái thông tin danh sách của cái nhân sự, hoặc đây nó lấy từ cái bảng danh sách nhân sự của anh chị ra. Trong cái công ty của anh chị có bao nhiêu nhân sự, rồi nhân sự thuê ngoài hay nhân sự làm việc, thì anh chị khai báo trong vấn đề này. Nó gồm có cái nhân sự này, nó sẽ được khai báo các thông tin, ví dụ như họ tên, rồi là mã số thuế, địa chỉ, căn cước công dân, vân vân, tất cả những cái thông tin đó. Thế thì cái căn cứ của cái này, và cái tiếp theo nữa, cái vấn đề ở cái nội dung dưới này đó là gì, các khoản thu nhập này. Đấy, toàn bộ tất cả cái nội dung này anh chị cần khai báo vào. Thế sau đó anh chị cắm vào chữ ký số và anh chị bấm vào phát hành chứng từ cái, thì lập tức là chúng ta sẽ hoàn thành được một cái chứng từ về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Thế và hôm nay thì chính thức ACMN cũng đã công bố tới toàn thể cộng đồng anh chị là gì, chúng tôi đã ra được phiên bản về chứng từ thuế thu nhập cá nhân điện tử để chúng ta có thể đưa vào áp dụng. Đấy, thì có thể sang tuần thì chúng tôi có thể bắt đầu tiếp nhận và thu thập các cái yêu cầu của từ phía chỗ doanh nghiệp sử dụng về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Thế thì trong cái nội dung này, tôi lấy ví dụ như là đây, ví dụ như là cái chi tiết như này, anh chị có thể bấm vào xem. Thì sau khi mà các cái thông tin mà anh chị được thực hiện sau khi mà anh chị khai báo đầy đủ tất cả các thông tin này, thì khi ký số thì nó sẽ ra cho anh chị cái chứng từ như thế này. Nó giống về mặt quy trình nguyên tắc thì nó giống như hóa đơn, thế còn về mặt nội dung thì nó chính là cái chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân như này. Đấy, và khi mà trả cái chứng từ này thì nó cũng nguyên tắc cũng gửi qua email, rồi là chúng ta cũng vào trong hệ thống để chúng ta tra cứu, rồi chúng ta in ra vân vân, tất cả những cái nội dung nguyên tắc nguyên lý thì nó giống như hóa đơn. Thì đó là cái nội dung mà tôi muốn cùng chia sẻ, phân tích với anh chị em về vấn đề trong cái buổi ngày hôm nay, mà một trong những cái thông tin mà rất nhiều anh chị hỏi trong thời gian vừa qua. Đấy, đó là cái thủ tục, các cái việc mà chúng ta cần phải thực hiện, xóa bỏ hay hủy hay các cái báo cáo về vấn đề liên quan đến hóa đơn giấy kết thúc vào ngày 30 tháng 6 và sẽ phải thực hiện như thế nào. Cái thứ hai là gì, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử thì chúng ta sẽ phải áp dụng cụ thể làm sao. Thế còn trong trường hợp doanh nghiệp của anh chị mà phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa có chứng từ thuế thu nhập cá nhân, thì anh chị tạm thời khấu trừ thu lại cái tiền thực hiện chứng từ thu chi ở trong doanh nghiệp, và sau đó anh chị triển khai mà có được chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân này thì chúng ta sẽ trả lại cái chứng từ khấu trừ cho người nộp thuế. Thế và bên ACMN thì sang tuần chúng tôi bắt đầu tiếp nhận để cung cấp các cái sản phẩm như thế này. Vâng, xin cảm ơn anh chị về vấn đề liên quan đến cái nội dung chia sẻ của phần 1 trong cái buổi thứ 7 ngày hôm nay. Đó là chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử và các thủ tục hành chính để mà chúng ta hủy, xóa báo cáo về vấn đề chứng từ thuế thu nhập cá nhân bằng giấy. Tôi xin kết thúc cái nội dung này ở đây. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe cái sự chia sẻ của tôi trong video này. Rất là mong anh chị em ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký vào kênh, like và share cái video để chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các cái video tiếp theo phục vụ cho anh chị phát triển về nghề kế toán, về thuế, để chúng ta phát triển cái công việc kế toán của doanh nghiệp của anh chị một cách tốt nhất. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn.